vậy việc ta happy là những điều biểu hiện nền nếm hoặc là những bậc
À, lấy mũi nâng thử chữ A, thử chữ E, thử chữ B, em ơi bia màu thằng này. Ok, lấy những trích thép mũi em toát được lại đi nè. Toát được lại đi mũi máu. Ok, những trích thép được nâng cái gì, trích này thép mũi, ok, thép thì mũi bị chập ở lửa. Thép thì bí bị chập, anh à, em trích mình mòn. Mà lấy những đã ăn là lại mũi cho nè, em đã ăn là lại chết. Phải ăn là lại nhưng mà bị chập được bên đây cho nè, em bị chập thầm đi. Ok, như mới. Em thẹp em khơi nhỉ chắc mang thầm nặng ok tấm em cho là biểu hột mà đi ok dưới em đọc món em thẹp mùi tiền ok happy em đã thả é em đã thả bè mình tới ok tiết món là ngay khơi nhỉ chứ nhưng quay biệt thả excellent excellent này chẳng tới em thẹp mùi tiền đi à, sẽ lượm hạt này nó khá nè nè nhưng thẹp máu nhưng chạy à, này ok nhưng bao huy chánh nhưng đã bí nhưng đã gỗ thì nhưng tới nhưng enter mũi tiết nhưng đã tha call ok khi khỏi chạy thẹp tới score này thì nhé nhưng viên lươn tầm lập ở tích này nhưng anh đã xí nhưng đã tha lo mà nhưng tới là này short thì nhưng tới ok ok lấy một cục món này ok ok cục bì món đấy ok ok quan năng lấy thì họ than này ok này than năng việt xem ai nào ok này nhưng thử thử mấy chỉ cho là cha vía nào ok này chứ là cha vía tao họ than này nè việt xem ai nào ok này ai quả ai tha select lơ vía tới select lơ vía mà này trong rồi nhảy nè trong rồi nhảy nè ok này ok này ok này ai thua cả rồi việt bán ok anh chàng này đi khi này chứ nào này ai thua cả rồi việc bàn hay là này cứ đôi khi này chứ này ai thua cả rồi việc bàn là tì tăng na dừng tới hay là này trong ai mau đỉnh na này này trong ai mau đo lại na các bạn này này chắc mình thay dương sẽ để lượt thẹp trong bọn này này ok à lượt thì họ tham miên ở hay cái khổ tiết như nghĩ nó còn thua cả copy với máu hay sao mà bị sắt trong tùm rồng đá và cục việc máu việc hè hè cho mà khổ máu ba này nè dương bài trăm ở quý vừa viêm một đoạn tia đây ok chẳng ngờ sản phẩm median thép cứ miên đẹp vẫn nắng thế nào nhé và sân mà nè đọc nên mình chỉ chuẩn ngỏ lấy ai comment được trong video phần sau bye bye.